Gufood xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Hình ảnh trước mặt của chúng ta là một người đàn ông đang bị co giật và ói ra rất là nhiều máu. Trước đó khoảng vài phút thôi, sức khỏe của người đàn ông này cũng rất là bình thường và cũng như là khỏe mạnh. Đó là những cái thông tin mà người vợ của người đàn ông này gửi đến cho Gufood. Người vợ có nói thêm đó, do cái hoàn cảnh khó khăn nên là em không có điều kiện để mà đưa chồng em đi khám và điều trị. Thêm nữa thì hai vợ chồng em có các con nhỏ. Một trong số các con đó, đó là có một cháu đang bị đau. Thì em cũng có theo dõi ở trên kênh GoFood mỗi ngày và thấy anh rất là nhiệt tình đến với lại các hoàn cảnh. Thì mong sao đó anh GoFood có thể lên Tân Phú để có thể là xem xét về cái hoàn cảnh của em để mà chia sẻ đến cho cô chú anh chị ở trên kênh. Thì sau khi mà mình nhận được thông tin và cái hình ảnh trên đó thì mình có hứa với lại gia đình. Trưa ngày hôm nay mình sẽ lên Tân Phú để mình gặp gỡ gia đình và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị hãy theo dõi tiếp video để xem cái hoàn cảnh này như thế nào nha. Cô cho con hỏi là biết chị Ngọc mà có chồng mà bị bệnh co giật với lại có mấy đứa con mà đi nhặt ve chai được không? Cô biết không? Chị Ngọc á, chị Ngọc mà có chồng bị co giật với lại có mấy đứa con mà đi nhặt ve chai rồi đó. Không. Chị biết chị Ngọc không chị? Ý là chị Ngọc lượm ve chai. Chị Ngọc lượm ve chai. Sao cho cái địa chỉ là 29A mà tới đây? 29A. Dạ, 9A bên đây. Đây đâu có 29A. Nó. Chị đó chị nói là tới đây là gọi điện là hỏi là biết à. Mày làm gì? Thì có chị nói là có người chồng là bị co giật với lại có mấy đứa nhỏ nữa mà. Mà chị đó là đi nhặt ve chai. Để con gọi. Cảm ơn con nha. Gọi đi. Dạ. Ê, mình tới rồi mọi người ơi, nhưng mà mới tới cái cũng hơi giật mình. Dẫn em vô con, dẫn em vô. Chị thôi dẫn, không dẫn đứa nhỏ vô chạy ở ngoài đường kìa, nguy hiểm đó. Đây là chị Ngọc nè. Sao mà để mấy đứa nhỏ đi chạy ra ngoài đường lung tung vậy là nguy hiểm. Rồi em chạy xe vô nha. Thôi để em đẩy vô cũng được. Trời ơi có kìa. Tuột quần nữa đó. Con đi trước đi. Được rồi. Để chú đẩy xe vô. Ba đứa con trai. Em để xe đâu giờ chị? Dạ. Ở cho chú vô nhà nha. Em mới đi về có nhà đấy. Thưởng với cha về em trước đi dọn dẹp gì hết rồi. Chú cảm. Chụp. Chú chụp đấy. Chú chụp. Đứng chụp kìa. Em chào anh nha. Dạ. Ba bị trình giật cái phần á. Ba bị gì? Nói lại coi. Để em gắn cho chị cái mic thì dễ nói chuyện nha chị Ngọc. Bốn đứa con trai luôn hả chị? Dạ, em bốn đứa. Mình nuôi bốn đứa con trai. Bốn đứa là em một mình em đi làm. Chồng em làm được làm xin làm đâu có làm được 1 tiếng 2 tiếng thôi là người mệt lên là bị co giật cả người luôn. Nó clip em gửi qua cho anh đó. Rồi có khi là ọc ra máu. Có khi mà mệt quá là ọc ra máu hết. Dạ. Chị Ngọc cho em với lại mọi người biết chút xíu thông tin nha. Dạ, vâng. Vì sao lại biết tới ở trên kênh của tụi em mà liên hệ? Dạ, do là có
em có đăng lên chỗ cái mạng xã hội á, là có chị kia là chị nói chị nhắn vô nhắn tin cho em, thì nói là thấy hoàn cảnh em khó khăn á, chị em cũng thật lòng là kiểu là như là có bao nhiêu là em tâm sự với chị đó hết, em có cái gì đó là em cũng tâm sự với chị Mai Nguyễn, đúng rồi, cái chị Mai Nguyễn đó là có chị Mai Nguyễn đó là ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Dạ, cái chị đó nói là để chị đưa cái số điện thoại này nè để qua để em xin cộng đồng mạng với lại để nói chuyện với anh để mà cho chồng em đi phẫu thuật não, mà cái em điện thoại cho anh nói chuyện mà. Dạ. Năm nay là chị Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 2000. 2000, năm này em mới 24 tuổi. Chồng mới có 24 tuổi ha. Dạ. Chồng em sinh năm 2002. Thôi vậy là hai vợ chồng là xưng là anh lại đi ha. Dạ. À tại thấy dạ, thì đó em bốn đứa con là anh tưởng là hai vợ chồng này cũng lớn cũng dạ. trên 30 rồi nên dạ. là anh xưng là anh chị. Dạ. Còn nhỏ quá, sinh 2000 ha em. Dạ. Em là quê ở đâu? Em người Huế mà lấy chồng ở Bà Rịa. Rồi đi lên đây được 5 tháng. Rồi chân ướt tay mềm chẳng biết ai hết, cũng không biết ai, tự đi làm tự kiếm sống. Rồi hai vợ chồng gặp ở trong đây? Dạ, em kiểu hai đứa quen trên mạng á, rồi gặp nhau rồi lấy nhau rồi vậy đó. Trời ơi, nói thiệt, mà sao mà hai đứa mà không có chịu kế hoạch hay gì vậy? Em dạ. em tên gì? Dạ, em tên Thắng. Thắng hả? Ờ, sao không kế hoạch gì ở Thắng, rồi bây giờ thấy khó khăn không? Bốn đứa nhỏ mà nó sát nhau không rồi vậy, rồi có đi học không, mấy đứa nhỏ có đi học không? Dạ không, em chưa, em một mình đi làm, em không có tiền cho nó học. Rồi em nói trong điện thoại với anh là một trong bốn đứa con của anh là có một cháu là bị bệnh gì đó, cái thằng đó bị u nang mủ là bị nó, mình là bị ở ngoài da, bị mình là đâu, bị đâu, ở ngoài em, da em gọi nó vô. Bin vô đây mẹ. Bin á, thằng Bin á. Vô đây con. Con đi ra ngoài. Vô đây mẹ. Rồi. Nên là nó mình á là bị mủ ở ngoài da, là thường xuyên là mình bị mủ ở ngoài da là mình nó ra mủ. Còn thằng này là mủ ở trong não á, ở trong sọ óc này nè. Là nó bởi cái đầu nó to hơn là cái người. Bin năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Ngọc? Dạ 2 tuổi rưỡi. À, vậy cháu nó bị là bao lâu rồi? Dạ từ khi nó mới được 9 tháng á, là hồi lúc đó là em có mở phẫu thuật ra cho nó hút mủ ra, giờ bây giờ nó bị lại, bây giờ nó bị cái đầu nó to hơn con người mà nó đầu nó to thiệt á, nhìn thấy là hồi nãy anh cũng tính hỏi đó, cái đầu nó to hơn anh nãy là anh tưởng nó bị suy dinh dưỡng rồi cái đầu nó sẽ to hơn cái thân. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, người mẹ mới nói là bây giờ bị mủ trong đầu. Rồi cách xử lý như thế nào? Giờ hôm bữa nó ra mủ quá trời, cái em đem đi bác sĩ khám á, bác sĩ nói là phải phẫu thuật ra để nội soi ra để mà rút cái mủ nó ra, chứ mà để cái đầu vậy là không, em bé nó không có phát triển được. Thậm chí là nó ảnh hưởng tới sức khỏe con em luôn. Dạ. Chứ không phải là nó phát triển được. Nó không phát triển được. Đã. Mũ mà ở trong đầu. Dạ. Mà. Là nếu mà có tiền là hút ở bệnh viện Nhi Đồng hả? Nhi Đồng 2, Nhi Đồng 1 thì cũng được hết. Còn chồng em là phải nội soi nó ra, lấy cái khối u nó ra. Trước khi mà nói về cái bệnh tình của chồng của em Ngọc đó, thì Gu Phú xin phép là quay một vòng ở nhà trọ nha cô chú anh chị. Dạ, anh cứ quay. Cái này anh cũng xin phép là anh nói thật lòng của anh luôn nha. Dạ, vâng. Trong cái công việc của anh khoảng một vài năm trở lại đây đó. Dạ. Về những cặp vợ chồng mà sinh nhiều con. Dạ. Rồi vô cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Dạ. Không có sữa cho con uống hoặc là con bệnh đau đó. Thực sự là anh hạn chế về những cái trường hợp đó rất là nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà anh sẽ thực hiện trên video á, có nghĩa là nó có sự khác biệt
so với những cái trường hợp mà hồi nãy anh nói là anh sẽ không đồng hành. Dạ. Ví dụ như trường hợp của chồng của em, tại vì anh thấy em gửi cái video đó là sự thật, là Thắng là bị co giật và ói ra máu rất là nhiều. Dạ. Riêng anh thấy về để coi anh lên trên đây để anh coi bệnh tình của Thắng như thế nào, tại vì cũng còn khá là trẻ mà bây giờ không biết bệnh tình rồi không có tiền nhưng mà điều trị lỡ mà Thắng mà nó bác có nằm xuống nó, nữa đó. Bác sĩ nói nếu mà không phẫu thuật là sẽ nằm liệt người cả chỗ luôn. Cái đó chút xíu mình nói sao. Thì ý anh nói là vậy, ý anh nói là nếu mà Thắng mà nó khỏe đó nha, mà em khỏe thì là anh thật sự là anh sẽ không có đến. Dạ đúng. Anh sẽ không đến đâu. Nhưng mà tại thấy em gửi cái video qua thấy Thắng nó không có tự chủ được bản thân rồi ói ra máu. Và cái bệnh tình này anh cũng không biết là bệnh gì hay như thế nào thì anh sẵn anh chạy lên để mà anh tư vấn, chứ thật ra nếu mà hai vợ chồng khỏe mạnh có bốn đứa con gì thì anh không có lên đâu. Cái này nó thật. Rất là nhiều cái trường hợp mà sanh nhiều á mọi người, sanh nhiều mà cầu cứu đến là ấy, thì mình cũng xin phép là mình không có chia sẻ trên kênh và cô chú anh chị cũng thông cảm cho cái cách làm ở trên kênh của Phút ha. Hiện tại là hai vợ chồng trẻ cùng với lại bốn đứa con trai đang thuê nhà trọ ở quận Tân Phú. Mình đang ở khu nhà trọ và trước mặt của cô chú anh chị đây là cái phòng trọ của hai vợ chồng em Thắng với lại em Ngọc. Vô đây bắt gặp cái đầu tiên là cái sự bề bộn của gia đình. Mình thấy được là những cái đồ chơi hoặc là những cái đồ cá nhân của gia đình để tùm lum tùm lá hết trơn của chú anh chị. Rồi đồ đạc mọi người thấy ở đây là đồ quần áo của gia đình là phơi nhiều nhất ở khu này luôn. Rồi mình thấy cái sự mà mất thực sự của mấy đứa nhỏ luôn, có nghĩa là làm như là chồng thì bị đau rồi vợ thì đi kiếm cơm ở ngoài đó, nên là không có sự giáo dục đến lại mấy đứa nhỏ, mà mấy đứa con trai nữa chứ. Cháu này là chắc chắn là cháu lớn rồi đúng không? Đúng. Là cháu tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ cháu tên Quý. Bao nhiêu tuổi em? Dạ gần 6 tuổi. Là hồi đó là em bao nhiêu tuổi là em sanh cháu Quý? Dạ 17 tuổi. Rồi tới cháu này là mấy tuổi? Cháu này là gần 4 tuổi. Cháu này tên gì? Dạ tên Trọng. Rồi đây là Bin ha. 2 tuổi rưỡi. Thằng này tên Nghĩa. Nghĩa. Đi học tên Nghĩa. Có nhà tên là Bin. Bin. Hai cháu lớn à, cách nhau 2 tuổi. Dạ. Này một hai đứa này cách nhau 1 tuổi. Cách nhau 1 tuổi. Thằng này mới 4 tháng. Thôi cho anh cháu nó mượn điện thoại rồi cho ra ngoài đi, chứ ở trong đây là anh em mình nói chuyện không được nữa. Đứa lớn này là có đi học không? Dạ không. Không biết chữ gì luôn hả? Ở tuổi này là đã đi học rồi. Dạ ở nhà em chỉ cho nó viết vài cái thôi chứ em mới cho nó đi học vì rồi cũng ơi. Có tiền cho nó đi học á. Ở nhà mua mấy con vở cho nó ghi vậy thôi. Anh mới vô có 5-10 phút mà anh thấy mấy đứa nhỏ này chóng mặt luôn á. Nó quằn à, nó quậy. Cả ngày em đi lượm, em đi buổi sáng đi làm thuê rồi buổi chiều trưa em lượm ve chai cho nó ăn. Dẫn em trai ra, kêu nó dẫn em trai ra mà chơi. Đi ra. Ra ngoài ra ngoài hè thôi chứ đừng có đi ra ngoài đường nha. Đi đi con. Đi bên đi ra ngoài đi con. Đi ra ngoài đi. Ủa ấn vô cái phần đầu của cháu có bị đau không? Đau bị mỏng không? Không, nó bình thường nhưng là nó sâu ót rồi nè, nó sưng lên. Là tự động nó bị hay là nó có bị chấn thương gì không em, rồi nó bị tụ mủ không? Tự nó tụ mủ trong não. Là bác sĩ nói vậy đó hả? Vì siêu âm nó có một cái khối mủ trong đó. Nếu mà mình hút với lại mình nạo ra có tuyệt đối hết không? Hết. Vì bác sĩ nói là sẽ hết vì nó còn một khối u mủ nữa. Là làm cái đó bao nhiêu tiền em có biết không? Em cũng biết nữa thì hôm bữa
bác sĩ không có chuẩn đoán là bao nhiêu tiền hết, nhưng là bác sĩ nói là cũng khá nhiều á, vì ảnh hưởng sau này, nếu mà mổ nội soi là sau này sẽ ảnh hưởng não. Quay qua chú xin coi coi con. Thôi đi ra ngoài chơi đi nha. Ra ngoài chơi nha. Bước vào căn phòng nhỏ của gia đình, mình thấy là cái diện tích này nó không tới, chắc không tới 10 mét vuông rồi hả Thắng? Dạ không. Bề ngang 3 rồi, cũng bề dài cũng 3 rồi. Nhỏ xíu à. 9 mét vuông. Này đâu được 10 mét. Có bắt một cái gác, đi lên trên gác nè. Bắt một cái thang đi lên trên gác. Đồ đạc rồi người ta cho rồi đó, là để chứa lung tung ở trên gác trên đó. Chắc là không có ở, mà chắc là 6 người là ở dưới đây hết hả? Dạ, 5 người ở dưới đây hết, ngủ dưới này hết, còn đồ đạc người ta cho bỏ trên đó. 6 người chứ, 4 đứa con với 2 chồng. Dạ, quên. Cái gì? Cho bánh. Cho bánh hả? Đây, 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 lấy bánh. Rồi, em mới chút xíu rồi xin bánh rồi. Rồi đi ra ngoài chơi nha. Hết bánh rồi. Ra ăn với tất cả đồ lạc là người ta biết được, người ta cho nhà đình mình không hả? Chứ mình không có mua bất kỳ gì hả? Dạ. Đồ ăn người ta cũng cho. Tủ lạnh người ta mới cho được cái. Mừng quá trời. Người đã nấu cơm trưa rồi cho mấy đứa luôn rồi hả? Dạ, đồ cái thịt đó cô này cho. Còn bầu em mua. Nấu canh bầu với lại thịt kho nè, thịt miếng ha. Gạo em để đâu? Dạ, còn miếng à. Còn miếng không? Còn được cũng 5kg ha. Sữa. Em công việc và thu nhập chính của em đó là em đi làm nhặt ve chai hả em? Dạ, đi lượm ve chai. Một ngày là em lượm được bao nhiêu tiền? Dạ, 40 ngàn, đến có khi lượm được 90 ngàn, có khi 100 ngàn. Ủa sao mà rẻ quá vậy? Rồi em đi từ mấy giờ tới mấy giờ mà em lượm nó có ngày có mấy chục thì, ngàn? Em lượm mấy cái chai với cái lon à, nó cũng ít lắm. Là em bắt đầu em đi từ mấy giờ? Dạ, từ lúc 5 rưỡi đến 11 giờ em về là em nấu ăn với mấy đứa nhỏ. Rồi xong rồi cái em cho thằng này bú xong rồi em đi. Sao đi đến, đến chiều. Sao em không có lựa cái công việc, ví dụ như là mình phụ giúp hàng quán nấu em ăn được? Em không có được, vì mà chồng con bệnh nữa em có đi được. Vì anh ảnh hay bị bệnh á, anh hay co giật lên á, không có đi được. Khổ không? Lấy bình sữa. Vừa nói dứt câu là đi xa không được, cái là lấy cái bình sữa đút cho con uống. Thắng, anh hỏi em chút xíu nha Thắng. Hồi nãy giờ em nói là em quê ở ngoài Vũng Tàu hả? Là em ở huyện nào em? Em ở tại huyện Xuyên Mộc. Em sinh năm 2002 hả? Dạ, em sinh năm 2002. Ủa, em nhỏ hơn chồng, ủa em nhỏ hơn vợ em là 2 tuổi nữa. Dạ, vợ em 2 tuổi. Trẻ quá. Sao lúc trước mà hai chồng không có kế hoạch gì cho anh Thắng? Dạ. Đẻ rồi khổ, thấy không, khổ không? Rồi mấy đứa nhỏ nó cũng không có được đi học hành tới nơi tới chốn, rồi ăn uống rồi thiếu thốn. Dạ. Lúc trước có suy nghĩ gì không? Dạ không, lúc trước mà ham chơi với gì. Sau này mới có vợ rồi ham lo làm. Lúc trước là em làm bên thợ xây, sau này mới bị ba cái tai nạn. Rồi xong là mới chấn thương ở trên đầu, bác sĩ mới nói là em chụp MRI, bác sĩ mới nói là em bị có một cái khối u ở trên đầu, giờ phải tiến hành mổ nội soi ra, vừa uống thuốc và vừa mổ nội soi. Trước đó là em làm bên xây dựng? Dạ, trước đó em làm bên xây dựng. Rồi phát hiện là có khối u ở trên đầu. Dạ. Là bao lâu rồi em? Dạ, nói chung là khoảng 2 năm. Rồi em đi ở bệnh viện nào để mà em kiểm tra? Dạ em đi bệnh viện Chợ Rẫy thuốc em. Đâu cho anh coi coi. Khối u nó nằm ở vị trí nào vậy Thắng? Đâu đâu chị coi. Từ cái này lên, từ
từ ở sống mũi. Đây đây thuốc về. Ủa sao khối khối u nó nó. Vì bác sĩ nói là chỉ một cái khối u là nó thẳng lên đây luôn. Đó, từ đây từ nó mũi lên khối đây. Bác sĩ lên trên đỉnh đầu ha. Này là thuốc thần kinh. Thuốc thần kinh. Đỡ nhức đầu hả? Một lần mua thuốc hết 3 triệu 3. Thuốc thần kinh. Anh em đưa cho anh cái giấy chuẩn đoán này Thắng. Giấy chuẩn đoán. Hai vợ chồng là biết chữ đúng không? Là biết chữ. À, đi ra đi ra. À, ra 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 ba ba gì ra. À, ra 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 ngoài kia đi ra kia. Giấy mới mổ cái mũi nó cái có phim xoang. Đưa anh đọc cho. Còn ngày hôm qua là ở trên viện ở nơi chợ bảy người ta đem lên chứ em đem về. Em không có cho nhập viện vì em có tiền em không có cho nhập viện. Còn cái này mới mổ nội mới mổ cái mũi cái mũi á. Còn để anh tìm coi để coi chỗ nào. Chồng em là bị viêm xoang mà. Viêm xoang đó thì bị chứ đâu phải có khối u ở trên đầu. Cái này là mới mổ cái mũi, còn cái khối u là cái khối u trên não á. Nè, tôi nuốt thần kinh này. Từ khi phát hiện bệnh là nó có những cái triệu chứng là đau đầu với lại là bị co giật hả? Dạ, bị lâu rồi co giật với em ơi, suy nghĩ nhiều quá. Nghe là nó rồi bị ho ra máu nữa. Ừ, ho ra máu. Cái đó. Chú ơi, mẹ bắt ta. Thôi đi ra ngoài con phim đi. Cái gì nữa? Dạ. Mấy đứa bởi vậy mới nhà. Đang là bệnh trong người mà nó bệnh hoạn mà chăm mấy đứa này là bệnh thêm nữa nè. Sao mà cái bệnh của thằng Thắng á nó sao nó giống của thằng Bin quá vậy? Dạ. Hai cha con là bị trên đầu không à? Ờ đó thì nó có cái di truyền ha. Đúng rồi. Chứ không có gì mà phải có là tự nhiên hết á, nó phải có cái vấn đề gì á. Vì ba nó cũng bị tai nạn 3 lần. Ba nó bị tai nạn chấn động đi làm hồ mà rớt từ lầu 3 rớt xuống dưới cái nền đó. Nên là ba nó bị do là bị tai nạn động kinh rồi ra. Bác sĩ có nói là hai cha con là có liên quan tới bị sáng được không? Không, cái đó không có nói. Cái đó là hoàn toàn khác nhau, nó bị mủ. Còn ba nó là bị khối u. Nó bị mủ hạt mũ á, cái hạt á. Ba nó là bị cái hạt trên đầu, còn nó là nó bị cái mũ mà cái mũ hạt á. Loại cái tiền phẫu thuật cho thằng Thắng là bao nhiêu tiền? Cũng nhiều. Nhiều là bao nhiêu em không hỏi hả? Có, vì hôm bữa bác sĩ nói là có. Cái này là nó không có chi ra bằng cái tiền bảo hiểm mình tiền dịch vụ. Dạ. Nhưng mà em có hỏi là cụ thể là bao nhiêu không? Hôm bữa bác sĩ nói là phải chạy chữa hết 50 mấy triệu á. Mà anh nói thằng trời ơi, chết tiền đâu mổ bây giờ. Mà bác sĩ nói nếu mà không mổ là nguy giờ mà không mổ gấp là sẽ nằm liệt chỗ luôn. Khùng tự nhiên luôn, nó bác sĩ nói là khùng tự nhiên luôn. Từ nãy anh thấy cầm mấy cái thuốc đồ lên mà sao không thấy uống à? cầm suy nghĩ gì vậy Thắng? Còn thuốc đó thuốc gì nữa? Thuốc bổ não. Bà con của em ở Sài Gòn là không có luôn hả? Em được mấy anh em? Dạ ba chị em gái, còn ở ngoài Huế không à. Em vô trong đây là hồi bao nhiêu tuổi? Em vào trong đây là lúc mà em lấy chồng đến giờ luôn á. Là lúc năm 17 tuổi là em lấy chồng trong ngày là em theo trong ngày luôn. Còn em là em có mấy anh em? Dạ em là được 2 anh em và được đứa em gái là năm này là năm ở lớp học lớp 5 là 10 tuổi. Cười tức. Ở tới giai đoạn nào là em không có đi làm nữa mà em ở nhà luôn? Ở cái giai đoạn mà cái năm là 2022 là một năm rồi hả? Từ năm 2022 đó lên giữa năm 2022. Ủa Ngọc gì rồi tiền đâu mà đóng tiền nhà trọ rồi ăn uống rồi sinh hoạt rồi các thứ rồi sao? Sữa đồ cho mấy đứa nhỏ.
xin, với lại em đi xin mọi người, em xin từng ớt vậy đó. Em có xin gia đình em ở nhà ở quê không? Dạ không, mẹ em nghèo lắm. Từ trước tới giờ đó là có ai đến đây quay phim giống anh quay không? Không, em mới vào đây em không có quen ai hết trơn. Đói bụng quá nữa kìa. Chưa ăn cơm, chưa. Lo chữa bệnh cho chồng em. Để cho chồng em có một cái sức khỏe để mà lo cho mẹ con em. Với con em nó hết bệnh là em cũng mừng rồi. Giờ chỉ trước mắt là chồng em trước tiên. Để mà cho sức dài vai rộng để mà có cái động lực để mà lo cùng mấy đứa cháu, lo cho mấy đứa nhỏ ăn học tới nơi tới chốn. Giờ mình một mình em thì nuôi không có nổi, vừa chồng bệnh mà vừa bốn đứa con nữa, tiền đâu mình xây sổ nổi nó. Ủa, hai vợ chồng không có tính là ví dụ như một là gia đình mình đi ra ngoài Huế, hai là đi quay trở ngược về Vũng Tàu á, chưa ở đây sống là không có nhà. Chật vật như vậy sao mà Huế không có nhà. Mẹ cũng ở nhà mướn, rồi ở dưới quê không có ai. Ở dưới Bà Rịa thì đó, nhà nào ở nhà nấy cũng thuê phòng trọ cũng như vậy. Giờ trên này thì đi làm cũng kiếm việc cũng dễ nữa. Anh nói ví dụ nha. Dạ. Chồng của em hoặc là con của em á, mà đi bệnh viện, dạ, đi phẫu thuật hoặc là bất kỳ cái gì mà liên quan tới trong bệnh viện đó, dạ, rồi vậy rồi ở nhà rồi ai mà chăm mấy đứa nhỏ? Ví dụ như em đi theo chồng đi theo rồi sao? Không, nếu mà trong trường hợp đó là em đèo thằng này theo thì thằng này còn bú em, còn thằng lớn là em gửi bà vú ở dưới Bà Rịa, gửi ít ngày. Vậy sao, tại sao mà không có tính đường đi về dưới Bà Rịa ở nha? Nó Bà Rịa không có, nó là không có nhà, cũng dưới đó cũng đâu có việc đâu, dưới đó dưới không có việc làm luôn. Sao không có được em? Chủ yếu là mình không tìm thôi chứ sao không có được, ở đâu mà không có việc làm? Nó không bằng ở đây. Nhà trọ ở đây trả bao nhiêu một tháng nè em? Dạ, chùa 7. Điện nước cho 500 nữa, 2,2 triệu rồi. Dạ. 2,2 triệu, trong khi đó mà nếu mà đi mướn ở tỉnh thì nó chỉ khoảng không nữa thôi cô chú anh chị. Tầm khoảng chừng 1,2 triệu tới 1,5 triệu là ở rộng rãi luôn á. Không, 1,2 triệu nhỏ lắm. Nhỏ không? Anh cũng không hiểu là hai đứa em tính làm sao. Không hiểu. Giờ anh ta báo cáo là tiền 50-60 triệu để mà phẫu thuật, tiền đâu mà phẫu thuật? Tiền ăn hàng ngày không có nè. Nước chưa? Nước ở đâu mà lấy nó uống vậy Ngọc? Bây giờ uống nước tên rồi, nước ở đâu uống đau bụng đó nha. Anh này anh quậy nhất, anh quậy hơn anh hai. Rồi thấy nước rồi xin thêm miếng nước nữa. Còn ông này á, là bác sĩ nói là mỗi lần mà hút mũ là bao nhiêu tiền, còn nếu mà làm triệt để luôn là bao nhiêu tiền? Là hút mũ. Ừ, hút mũ hoặc là làm triệt để cho nó hết luôn á là bao nhiêu tiền? Bác sĩ nói khoảng đó là khoảng đó là bao nhiêu? 20 triệu hả? Cái này thì có bảo hiểm mà, tầm 10 triệu trở lại thôi. Sao em đi khám bệnh con mà em không hỏi cái gì để mà biết như thế nào? Bác sĩ nó đâu có phải là danh cái thu phí đâu mà biết, thì chỉ có bác sĩ khám thôi mới biết, còn tiền đâu có chịu đâu có biết, không hỏi bao nhiêu tiền đâu. Là em nói là cháu nhỏ này đó là hút mũ với lại là vét đồ luôn hết luôn á, là khoảng chừng trên dưới 10 triệu. Dạ, trên dưới 10 triệu. Còn chồng của em là trên dưới 50 triệu. Trên 50 triệu á, mũ não. Tại vì chồng của em nói là không có xài bảo hiểm. Dạ, đúng rồi, mũ não không có xài bảo hiểm. Mà thật ra bây giờ chồng em có bảo hiểm không? Có. Nó bảo hiểm nó chỉ trả được cái tiền thuốc thôi, chứ nó không chi trả bằng cái tiền dịch vụ, tiền thuốc thang ngoài hoặc là phòng nữa ha. Hai vợ chồng có nợ ở ngoài không? Không, em với bà
không có, không có vay nợ gì ha. Còn tiền nhà có nợ không? Không, tiền nợ tiền nhà ngày tháng nào em cũng đóng đóng đủ hết, chỉ thiếu 100-200 thôi. Còn em không có nợ ai vay ai hết. Mới nói chuyện chút xíu rồi mình ra đây mình ngồi mọi người. Cái thứ nhất là trong phòng bị ngập, không có nói chung là chỉ có một cái cửa vô thôi à, không có thoáng, rồi cũng như là rất là nực luôn. Rồi cái thứ hai nữa đó là về vấn đề mà từ nãy cũng nói chuyện, cũng hơi thực sự cũng hơi nhức đầu về cái trường hợp này. Vì mình thấy là mình không nói về cái bệnh tình của cha con của em Thắng nha, mình nói về mấy đứa nhỏ và cái việc mà chăm sóc rồi dưỡng dục rồi giáo dục rồi tất cả các thứ, thật sự là thấy hơi bị rối luôn. Và Vu Phút cũng chia sẻ với cô chú anh chị á, mình có nói là mình biết về cái bệnh tình của Thắng và con trai của Thắng là mình mới đến nha, chứ là mình không có kiểu là làm cầu nối cho những cái trường hợp mà sinh đông đẻ nhiều rồi nghe cô chú anh chị à, nên là cô chú anh chị lưu ý. Còn cái trường hợp này là cũng tùy duyên thôi, đến với lại gia đình thôi. Và cũng như những cái lần trước đây, thà biết, thà không biết thì thôi, chứ mà biết rồi thì mình cũng đến rồi mình cũng tặng chút quà coi như là động viên tinh thần thôi. Rồi mình cũng dặn dò đến lại gia đình, thiếu thốn cái gì trước mắt thì sử dụng. Còn cái việc cái duyên đến với lại Thắng với lại cháu Bin á, thì để tính sau hai cô chú anh chị. Đó. Qua cái video này mong cô chú anh chị có thể là để lại những cái phần bình luận, và chắc chắn là Vu Phút biết là cô chú anh chị sẽ gọi là để những cái phần bình luận và về cái việc mà hai vợ chồng còn khá trẻ mà sanh đến bốn đứa con mà bây giờ không có cho ăn học tới nơi tới chốn, rồi bỏ cụ bơ cụ bắp vậy. Anh đi vô nhà hay cô chú anh chị? Đi vô trong anh nói chuyện chút xíu. Đi, để mấy đứa nhỏ ở ngoài đi. Ngủ hả? Để anh nói 5-3 phút nữa rồi cho gia đình nghỉ ngơi nha. Từ nãy anh vô rồi anh nói về vấn đề mà sinh nhiều con rồi còn trẻ quá mà không định hướng tương lai được, rồi hai đứa có buồn anh gì không? Dạ không, sao á. Chắc là cũng nhiều người nói đúng không? Dạ cũng nhiều người nói là cũng quen. Coi như còn trẻ quá thì thôi thì rút kinh nghiệm, chứ bây giờ cũng sanh rồi chứ giờ biết làm sao giờ ha. Nhưng mà mình phải rút kinh nghiệm. Mình sao cũng được nhưng mà mình phải lo cho con của mình tới nơi tới chốn ăn học. Tuy là không bằng người ta nhưng mà cũng phải làm hết khả năng của mình. Chứ mà bây giờ em thấy bây giờ cháu lớn bây giờ 6-7 tuổi rồi mà không có học, rồi không biết chữ nghĩa, rồi cái việc mà lễ phép của cháu rồi đó nó cũng không có, nó thấy không? Rồi vài năm nữa cái là mình không có dạy được, cái là bắt đầu cháu nó sa ngã, cái nó đi ra ngoài đường nó theo đứa này đứa kia, bắt đầu là đó, đi rồi cần tiền hay gì đó đi trộm cắp cái này kia, cái bị người ta bắt bớ, người ta thấy tội không? Nó thì thôi cố gắng nha, hai chồng cố gắng, thì anh chỉ khuyên như vậy thôi. Còn cái việc là hai em bây giờ sinh ra tạo ra mấy đứa con phải mình phải nuôi dưỡng tới nơi tới chốn. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề bệnh tình của chồng em với lại đứa con trai út. Anh không có hứa trước với lại hai vợ chồng là sẽ giúp gia đình mình, giúp cho Thắng với lại Bin là có tiền phẫu thuật nha. Anh không hứa trước gì điều gì nha. Anh cũng là một cầu nối ở trên kênh YouTube làm thiện nguyện thôi. Anh cũng không phải là mạnh thường quân nha. Chứ đừng nói là trông ngông về anh rồi nói là anh xin hứa giúp cho chồng em đi phẫu thuật rồi đó, là anh không có hứa cái vấn đề đó. Khi nào mà đủ duyên thì anh sẽ đến lại nha. Nhưng mà làm gì làm, thôi thì thà không biết, chứ mà biết rồi đó thì cái tính anh là vậy đó, thà biết rồi cái là cũng không có nỡ mà làm ngơ. Thì Mạnh Thường Quân ở trên kênh của anh có gửi những cái khoản tiền trước, dặn là gặp những cái hoàn cảnh
nào mà cảm thấy làm cầu nói được hoặc là giúp được thì trích ra. Đó thì trường hợp của gia đình mình anh cũng trích ra ít triệu, anh gửi tặng cho gia đình. Mua vật dụng đồ trong nhà, ví dụ như là trong bếp rồi đó có thiếu cái gì đó thì mua gạo sữa đồ tả đồ cho mấy đứa nhỏ đồ ha. Hoặc là ít ra mình có tiền bỏ túi lỡ đó, mơi chiều gì, anh nói ví dụ nha, mơi chiều gì mà chồng của em mà nó có bị lên cơn giật hoặc là sự cố xảy ra mình có tiền mình vô bệnh viện. Nói em thấy không, những lúc như vậy rồi nếu mà không có ngoài xã hội thì không biết vì sao. Anh gửi tặng cho gia đình mình 4 triệu nè. Cầm đếm lại giùm anh cái coi. Đếm lại giùm anh cái. 4. Rồi với lại anh tặng em một cái tờ tiền 2 đô của anh Bùi Đình Nai ở Mỹ. Tặng mình làm kỷ niệm nha. Anh cảm ơn. Để anh đọc luôn nha. Tên và cái tiền mà những người tặng cho gia đình mình. GoFood nghĩ là các khán giả trên kênh sẽ đồng cảm với lại GoFood và thông cảm cho GoFood về tất cả những cái hoàn cảnh mà mình chia sẻ. Thật ra đó, mỗi hoàn cảnh thì mình có xem những cái phần bình luận đến với lại tất cả mọi người, có những cái bình luận đóng góp ý kiến cho mình và mình cũng có theo dõi và mình cũng có khắc phục hàng ngày để mà hoàn thiện cái bản thân hơn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Mình tại sao mình nói vậy thì mình nghĩ là chắc có nghĩa là mình khi mà mình đăng video này lên sẽ có nhiều người người ta đánh giá mình là nói là sao lại giúp cái trường hợp này như họ. Nhưng mà đứng ở cái góc độ và cũng như ở cái phương diện là mình là người cầu nói và làm cái công việc thiện nguyện đó thì thôi mọi người, coi như là cho đi là còn mãi mà ha mọi người. Thì thà không biết thôi, biết mình phải giúp. Xin được cảm ơn đến cô chú Hương ở Mỹ gửi cho gia đình em Ngọc 1 triệu. Thứ hai là một chị ở Washington, Mỹ 1 triệu. Thứ ba là nhóm 9 cô ở Mỹ 1 triệu. Thì nhóm 9 cô này đó là do dì Hương ở Bến Tre làm đại diện. Và cuối cùng là cô ẩn danh ở Canada với cái lời nhắn là hồi hướng cho công đức Lê Thành Xuân. Cô này gửi 1 triệu, tổng cộng là 4 triệu đó nha, gửi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho em. Em cũng nói lại với cái chị nào mà xem ở trên kênh của anh đó, nói là anh đã đến đây rồi nha. Chị Mai ơi, anh đã tới đây, em tới đây đã hỗ trợ giúp đỡ cho em rồi. Cảm ơn chị đã giới thiệu ảnh cho em. Cảm ơn chị. Thôi anh về luôn nha Thắng ơi. Từ sáng giờ có bị giật không? Sáng 6 giờ. Cũng giật y chang luôn hả? Mỗi lần giật vậy rồi có bị cắn lưỡi gì không? Không, chỉ giật xong rồi nấm cái cầu thang níu lại. Đây là trường hợp không phải là bị bệnh kinh phong cô chú anh chị. Gia đình có nói là có đưa đi bác sĩ thì có nói là đầu tiên là bạn này bị viêm son. Thì cái đó nó không phải là cái bệnh chủ yếu, mà cái bệnh chủ yếu là có khối u ở trên đầu. Rồi bây giờ nó bị co giật với lại nó bị ói ra máu. Còn trường hợp của Bin này là có mủ ở sau óc ở trên đầu. Cái này là mình nhìn thấy luôn ha. Cái khối u ở trên đầu ở sau óc của cháu là khá là to ha. Mong mà những cái lần bình luận và góp ý đến lại bệnh tình của hai cha con ở trên kênh GoFood. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.